Giờ mày mở cửa ra hoặc là tao đập mày tới chết. Mày giỏi mày làm đi. Gà. Hả? Oh, what the fuck? Oh, bro. No, no, tao xin lỗi. Tao không làm thế nữa. Mà tao xin lỗi. Tao xin lỗi. Giờ chúng mày bảo là dừng lại, giờ mày chúng giờ chúng mày có một ý gì giờ, hay là tao muốn cưa cho chú, cho thằng này chết luôn đi. Mày bình tĩnh thôi, mới cái nó không mở cửa thôi mày làm quá lên, mày giết chết nó luôn rồi. Việc của tao chứ việc của mày à?